Bạn đang nghe từ Phonos. Cuộc cách mạng từ bi. Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma và Sophia Hewa. Người dịch: Hoàng Phong. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Thái Hà. Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng và người dân Tây Tạng xem ngài là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế nhưng, từ năm 1959, nhà sư Tenzin Gyatso, tức là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, đã phải lưu vong tại Dharamsala trên miền Bắc Ấn vì quê hương Tây Tạng của ngài đã bị xâm chiếm và dân tộc ngài bị đồng hóa. Thế nhưng cuộc sống lưu vong không thể ngăn cản được sự tranh đấu phi bạo lực của ngài vì nhân loại và vì dân tộc ngài. Cuộc tranh đấu phi thường bằng yêu thương, đạo đức và sự thật đó đã khiến cho thế giới phải khâm phục và cảm phục. Ngài đã được trao tặng giải Nobel hòa bình năm 1989 lời người dịch. Trong vòng 5 năm tới đây, trên hành tinh nhỏ bé này, nhân loại sẽ lên đến 8 tỷ người. Tài nguyên phung phí, hung bạo lan tràn, môi sinh suy thoái, sự chia rẽ giữa các tập thể, dân tộc, quốc gia và lục địa ngày càng gia tăng. Hố phân tách giữa kẻ dư thừa và người nghèo khó ngày càng sâu hơn. Sự tranh giành miếng ăn ngày càng khốc liệt dưới một góc nhìn nào đó, thì phải chăng con người quá hận thù và độc ác với nhau? Thế nhưng, dù là thuộc dân tộc nào, nền văn hóa nào, theo tôn giáo nào, nói một thứ ngôn ngữ nào, sinh sống ở phương trời nào, thì tất cả chúng ta đều sinh ra, già nua, bệnh tật và nằm xuống giống như nhau. Điều đó cho thấy chúng ta đều cùng chia sẻ một số phận chung trong kiếp sống ngắn ngủi đó chúng ta cố gắng tìm một chút hạnh phúc cho mình và tránh né đủ mọi thứ khổ đau đang rình rập mình từ bên trong tâm thức cho đến thân xác bên ngoài điều đó trên căn bản cho thấy chúng ta rất gần gũi nhau chẳng khác gì nhau chúng ta sinh con đẻ cái và thương yêu chúng giống như nhau thế nhưng sinh ra thì chúng lại không có cùng một may mắn như nhau có những đứa bé trơ xương, có những đứa bé phì nộm, có những đứa bé ăn xin, nhưng cũng có những đứa bé đến trường bằng những chiếc xe sang trọng và bóng loáng. Dù là con người như nhau, thế nhưng dường như thế hệ của chúng ta lại quá ích kỷ, đang tàn phá xã hội, môi sinh và sự sống, lưu lại cho con cháu mình một thế giới đầy bất công và hung bạo, một hành tinh kiệt quệ và ô nhiễm tuy nhiên cũng có những người ý thức được trách nhiệm mình trước bối cảnh đó của địa cầu và nhân loại thế nhưng số người đó thật hết sức hiếm hoi tất cả sự tồn vong của nhân loại là trong tay của thế hệ trẻ ngày nay tinh khiết và lý tưởng hơn thế hệ đó phải tự đứng lên để bảo vệ di sản của tổ tiên một môi trường lành mạnh kiến tạo một xã hội nhân bản và một nền hòa bình đích thực quyển sách này của đức đạt lai lạc ma kêu gọi tuổi trẻ hãy đứng lên làm một cuộc cách mạng hầu kiến tạo một thế giới an bình và tự do hơn một xã hội công bằng và nhân đạo hơn một sự sống tinh khiết và một hành tinh bớt ô nhiễm hơn người ta thường nghĩ rằng cách mạng là một sự lật đổ một sự tàn phá để xây dựng một cái gì đó mới mẻ hơn thế nhưng cuộc cách mạng này không hoàn toàn mang ý nghĩa đó, mà là một cuộc cách mạng của từ bi, yêu thương và rộng lượng. Nói lên một sự biến cải từ trong tâm thức của con người, một sự hàn gắn giữa con người với con người và với thiên nhiên. Những lời kêu gọi này của Đức Đạt Lai Lạc Ma đã được bà Sophia Strelraver giống lên với tất cả tâm hồn và bầu nhiệt huyết của mình. Hỡi các bạn trẻ trên toàn thế giới Hãy nắm tay nhau để cùng yêu thương nhân loại và hành tinh này mở ra một thời đại mới lành mạnh, an vui và hòa bình hơn cho con người và tất cả chúng sinh. Quyển sách bắt đầu được thành hình ngày 3 tháng Giêng năm 2017 sau một buổi phỏng vấn mà Ngài đã dành riêng cho một đệ tử thân tín của mình là bà Sophia Steele Graver, học giả, nhà văn và chuyên gia tiếng Phạn quyển sách đã được hoàn tất sau đó tại Dharamshala trên miền Bắc Ấn, ngày 2 tháng 10 và sau cùng đã được xuất bản tại Pháp ngày 26 tháng 11 năm 2017. Virasurivet, 16 tháng 5, 2018. Hoàng Phong. Chương 1. Tôi đặt hết lòng tin nơi các bạn hỡi các anh chị em thân mến hỡi những người bạn trẻ của tôi các bạn sinh ra vào đầu thiên niên kỷ thứ ba này các bạn quả là tuổi trẻ của thế giới thế kỷ này chưa được hai mươi tuổi do đó còn rất trẻ trẻ như chính các bạn hôm nay thế giới sẽ lớn lên cùng các bạn và sẽ trở thành đúng với những gì mà các bạn đang tạo ra cho nó sở dĩ tôi đưa ra những lời kêu gọi này vì tôi đã từng theo dõi các bạn và đặt hết lòng tin nơi các bạn từ nhiều năm nay tôi vẫn luôn dành ưu tiên trong việc tiếp xúc với các bạn dù là trên đất ấn hay trong các dịp du hành tại các xứ sở xa xôi dù là ở châu âu hoa kỳ canada úc châu hay nhật bản qua các cuộc trao đổi đó tôi đã đạt được một niềm tin thật vững chắc là thế hệ của các bạn sẽ có đủ khả năng biến thế kỷ mới sinh này thành một thế kỷ của hòa bình và hợp tác các bạn thừa sức hòa giải nhân loại này với chính nó và cả với môi trường thiên nhiên các bạn là hiện thân của một sự đổi mới và phát triển của hòa bình và hữu nghị các bạn là các chiến sĩ tiên phong tôi tin rằng tuổi trẻ của các bạn với tấm lòng quả cảm không hề nao núng sẽ sớm mang hòa bình đến cho nhân loại hỡi các bạn trẻ của tôi các bạn là niềm hy vọng của tôi trước sự tồn vong của nhân loại tôi muốn cất tiếng thật cao và thật mạnh để các bạn đều nghe thấy thông điệp của tôi và hãy quan tâm đến nó tôi luôn tin vào tương lai bởi vì tôi đoan chắc rằng các bạn sẽ biến nó trở nên thân thiện công bằng và đoàn kết hơn Tôi nói chuyện với các bạn qua kinh nghiệm của bản thân tôi ở tuổi 82 này. Năm 16 tuổi, đối với người Tây Tạng vừa sinh ra là đã được một tuổi. Ngày 17 tháng 11 năm 1950, tôi mất hết tự do, không được ngồi lên chiếc ngai ở Kinh Đô, Lhasa để nhận lãnh trọng trách tối thượng trên cả hai phương diện, thế tục và tín ngưỡng của xứ Tây Tạng năm 25 tuổi, vào tháng 3 năm 1959, tôi mất cả quê hương. Sinh năm 1935, tôi từng biết đến những nỗi đau thương của thế kỷ 20, một thế kỷ với những cuộc đại chiến đậm máu nhất trong lịch sử. Quả đáng tiếc, trí thông minh tuyệt vời của con người thay vì được sử dụng vào việc phục vụ, yêu thương và bảo vệ sự sống, thì lại bị lèo lái để hủy diệt sự sống bằng một thứ vũ lực mà chính mặt trời cũng phải vay mượn để tạo ra sức mạnh cho mình. Ý nói, trí thông minh của con người đã bị lợi dụng để sáng chế ra bơm hạt nhân. Các bạn sinh ra trong một thế giới mà các kho vũ khí hạt nhân của một số cường quốc nguyên tử có thể hủy diệt đồng loạt hàng chục hành tinh như thế này. Ông bà và cha mẹ các bạn từng biết đến các cuộc đại chiến thế giới và vô số các cuộc xung đột khác thiêu đốt và làm ngập máu thế giới của chúng ta, khiến 231 triệu người đã bị thiệt mạng trong thế kỷ vừa qua. Một cơn sóng thần hung hãn chưa từng thấy đã cuốn trôi cả nhân loại. Cơn sóng đó được nuôi dưỡng bởi các thứ chủ nghĩa quốc gia thật khắc nghiệt, sự kỳ thị chủng tộc, bài do thái, anti-Semitism và sự nhồi sọ ý thức hệ. Tôi từng sống trong một thời đại xảy ra thảm họa Holocaust, thảm họa thiêu người tập thể, gây ra bởi chủ nghĩa phát xít tại châu Âu, với trận hỏa hoạn hạt nhân tại Nhật Bản, với chiến tranh lạnh, với các cuộc thảm sát thường dân tại Triều Tiên. Các bạn và cả tôi đều trong thế xứ Afghanistan và vùng Trung Đông bốc cháy trong lửa đỏ, gây ra bởi những cuộc xung đột đang tàn phá những xứ sở mà trước kia từng là chiếc nôi của nền văn minh nhân loại. Hôm nay, lại hiện lên với chúng ta từ địa trung hải, hình ảnh thay người lền bệnh trên sóng, thay của trẻ thơ, vị thành niên, phụ nữ và cả đàn ông. Họ là những người đã mang sinh mạng mình thách đố một lần cuối cùng với sự sống còn, với hy vọng, rồi đây sẽ có phương tiện giúp đỡ những người thân sống sót. Các bạn và tôi cùng chứng kiến sự sụp đổ của hệ thống môi sinh trên địa cầu, sự đa dạng sinh học, biodiversity, đang sút giảm ở mức độ kinh hoàng. Cứ mỗi 20 phút lại có một loài thực vật hay động vật bị tuyệt chủng. Chúng ta đang chứng kiến nạn phá rừng hoàng loạt tại các vùng Amazon sẽ nát lá phổi cuối cùng của hành tinh này. Chúng ta đang chứng kiến hiện tượng axit hóa trong tất cả các đại dương sự hóa trắng của các mảng san hô, tức san hô chết hàng loạt. Các tảng băng ở Bắc Cực và Nam Cực tan thành nước, ở mức độ thứ ba là xứ Tây Tạng, nơi mà 46.000 băng hà đang hết tuyết, khiến nguồn nước của các con sông lớn của toàn thể Á Châu bị khô cạn. Thế nhưng, nguồn nước ấy cũng là nguồn sống của một tỷ rưỡi người trong các vùng chung quanh các bạn thừa biết những chuyện trên đây thật vậy các bạn sinh ra và lớn lên trong cơn lốc của các sự tàn phá mang tầm cỡ của cả hành tinh này chiến tranh khủng bố phung phí tài nguyên thiên nhiên tấm gương hòa bình cho toàn thế giới Nếu nói theo những người bạn Anglo-Saxon của chúng ta, các bạn không nên để cho các ý nghĩ bệnh hoạn về một thế giới xấu xa tràn ngập tâm hồn mình. Nói thêm, quan điểm này dựa vào một giả thuyết thuộc lĩnh vực văn hóa của giáo sư George Gopner, sinh năm 1919, mất năm 2008, cho rằng những hình ảnh hung bạo trên các màn hình sẽ dự phần đưa đến các hành động hung bạo, sự nơm nớp lo sợ và các cảm tính không an toàn trên thực tế. Trở lại nội dung chính. Điều này có thể khiến các bạn bị tràn ngập bởi thất vọng, không ý thức được rằng tinh thần yêu chuộng hòa bình cũng có thể nảy nở được bằng cách ý thức về giá trị của các thể chế dân chủ và nhân quyền. Vâng, sự hòa giải có thể thực hiện được các bạn ạ. À. Các bạn cứ nhìn vào nước Đức và nước Pháp thì sẽ rõ. Khoảng 20 cuộc xung đột đã từng xảy ra giữa hai nước này. Từ thế kỷ 16, sự mang rợ trong hai trận thế chiến vừa qua đã được đẩy đến mức độ tột đỉnh. Vào các năm 1914 và 1939, các đoàn xe nối đuôi nhau đưa các đoàn lính trẻ ra trận. Họ ở vào lứa tuổi của các bạn đấy, không một chút ý niệm gì về những sự tàn bạo đang chờ đợi mình nơi chiến tuyến, trong các hầm hố ngập bùn hay trong các trại giam tù binh thật kinh hoàng cả một thế hệ trẻ bị tàn sát biết bao nhiêu gia đình phải chịu cảnh tan tốc hàng triệu trẻ mồ côi xứ sở tan hoang cả một nền văn minh ngã gục thế nhưng nơi xứ sở của những kẻ hiếu chiến ngày xưa nguyện vọng hòa bình đã loại bỏ được chủ nghĩa quốc gia theo kiểu xung phong ra trận tuyến conrad adenauer sinh năm 1876, mất năm 1967, nguyên thủ quốc gia của Đức, và Robert Schumann, sinh năm 1886, mất năm 1963, nguyên thủ quốc gia của Pháp, là các nhà lãnh đạo nhìn xa trong rộng, một lòng vì tình huynh đệ và sự đoàn kết đã cùng nhau xây dựng liên minh Âu Châu. Sau họ, các nhà chính trị khác đã tiếp tục công trình hòa giải đó để hàn gắn lại những vết thương của cả hai dân tộc từng chịu đựng những cảnh tan thương. Trường hợp của Âu Châu đã mang lại cho tôi cả một niềm hy vọng đối với thế hệ của các bạn. Sự hăng say vì hòa bình đang bùng lên thật phù hợp với hiện thực của thế kỷ mới mẻ này. Quả là một phong trào thật cần thiết khi chủ nghĩa quốc gia trong một số các nước thành viên của Liên minh Âu Châu vẫn chưa biết dừng lại là gì. Thiết nghĩ, các bạn cũng đã nhận thấy, hiện nay nhiều nơi đã bắt chước theo mô hình của Âu châu và nhờ đó, nhiều tổ chức đã được hình thành khắp nơi trên toàn thế giới. Chẳng hạn như Liên bang Nam Phi, ASEAN, Đông Nam Á, ELENA, Mercosur, AEA Caricom, Bắc Mỹ và Nam Mỹ, vân vân. Các bạn nên cải thiện thêm các tổ chức này để đưa đến các hình thức hợp tác sâu rộng hơn nhằm tránh bớt các nguy cơ xung đột có thể xảy ra và để nêu cao các giá trị dân chủ và tự do căn bản đang bị chà đạp tại những nơi vô luật pháp trên khắp các lục địa tôi khuyên các bạn nên phát động lý tưởng của mô hình liên minh âu châu trên toàn thế giới hỡi những người trẻ của phi châu các bạn hãy thiết lập liên minh phi châu liên kết các quốc gia trên lục địa rộng lớn của các bạn. Hỡi những người trẻ của Canada và các công dân nước Mỹ, Etats Unions, người dân của Hiệp chủng quốc Mỹ. Hỡi những người trẻ trong các nước Mỹ Latin, hãy thành lập liên minh các nước Mỹ Latin. Và các người trẻ châu Á, hãy thành lập các liên minh các nước Á Châu. Trên phương diện quốc tế, các liên minh này sau khi đã được thành lập sẽ giúp cho Liên Hiệp Quốc mở đầu bản tuyên cáo thành lập tổ chức của mình bằng những dòng tuyệt đẹp. Chúng ta, các dân tộc của Hiệp Chủng Quốc. Bạn vừa nghe xong một phần của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, truyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.